Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy bìm bịp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác là ba cái bộ sản phẩm. Một là cái mẹt bẫy bìm bịp nhá. Hai là con bìm bịp giả. Thì đây em sẽ cởi con bìm bịp này ra. Con bìm bịp mồi giả nhá. Đấy, con bìm bịp mồi giả. Và ba là cái loa Q92, hàng cao cấp nhá, để phục vụ cho các bác bẫy bìm bịp. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẹt bẫy bìm bìm này trước. Nhà em thì cung cấp mẹt bẫy bìm bìm một mặt này, hai mặt, cả lùm bẫy bìm bìm nhà em cũng có nhá. Nhưng mà cái video này thì em chỉ giới thiệu cho các bác là cái mẹt bẫy bìm bìm một mặt này thôi. Nguyên liệu chính để làm nên cái mẹt này ấy, thì được làm bằng inox hoàn toàn, inox 304 nhá, để đảm bảo cho các bác là chống nhiễm, chống han gì. Các bác đi đánh thì mua một cái lần mẹt bìm này thì các bác sử dụng nói chung là cả đời luôn, không bao giờ sợ bị han gì. Còn nào, về cái lớp sơn ở bên ngoài đây, nhà em đã sơn thêm cho các bác là một cái lớp sơn tĩnh điện màu đen để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang nhé. Khi con bìm bịp nó bổ nó bên ngoài nó sẽ khó phát hiện ra đây là cái lùm bẫy, cái mẹt bẫy. Còn về cái phần cầu tử của nó đây, cái phần cầu tử này thì được làm bằng gỗ song nhé, cũng tăng cái tính tự nhiên. Cái này thì được làm bằng gỗ nhé, con bìm bịp thì nó dễ nhảy vào đây hơn. Và tiếp theo cái phần cầu tử này thì nhà em thiết kế thêm cho các bác là một cái dây buộc con mồi nhé. Các bác về các bác chỉ việc buộc con mồi vào đây. Đấy, buộc con mồi và các bác thắt lại. Đấy, chẳng hạn như thắt lại như ngón tay em đây. Đấy, thì là con mồi nó sẽ ở đây. Con mồi để con bìm nó ăn ấy, nó sẽ ở đây. Đấy, thì khi mà con bìm bìm thật ấy, thì con bổi ấy, nó nhảy vào đây để nó ăn phần cầu tử này nhá. Ăn con mồi ở cái phần cầu tử này thì nó sẽ bị sập. Còn về lưới bên ngoài thì lưới sợi dù nhá. Đấy, sợi cũng rất là to và tất cả là được luồn vào khung thành này. Buộc rất là chắc chắn để đảm bảo cho các bác là khi mà nó đã sập rồi đấy, nó dãy rụa thì không bao giờ, một là không bao giờ rách được cái lưới này, và hai đấy, là không bao giờ sổng được nhá. Đấy, về cái lưới này. Còn về cái móc ở đầu ngoài này nhá, đấy, móc ở đầu ngoài này thì thiết kế cho bác thêm là một cái móc để khi mà nó sập rồi, con bổ nó sập rồi nó dãy rụa, nó sẽ vướng cái móc ở đầu ngoài này. Đấy, là đã sập là 100% dính nhá, không bao giờ bị cơ hội nào sổng được. Thì một mặt này thì gồm 4 cái lò xo. Đấy, một mặt gồm 4 cái lò xo thì lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực rồi, để đảm bảo cho các bác là khi cái lực sập của nó rất là nhanh và mạnh. Đấy, khi nó nhắm vào đấy, nó sập xuống rất là mạnh thì không bao giờ con bổ nó kịp quay đầu nó bay đi nhé. Về cái phần lò xo này thì cái mẹt này các bác có thể là vừa đánh ở dưới đất đấy, vừa đánh ở trên cây được. Đấy, các bác đây thiết kế thêm cho các bác là một cái móc treo. Đây, em sẽ chỉnh con máy quay một chút. Đấy, một cái móc treo này. Một cái móc treo này để các bác có thể là treo trên cây đánh. Mà không thì các bác có thể là đặt dưới đất này nhá. Ở dưới khung này nó cũng rất là vuông vắn, rất là vuông vắn thì các bác có thể đặt dưới đất này đánh vẫn được bình thường. Còn em cũng sẽ đo trực tiếp luôn cho các bác là về kích thước của cái mẹt một mặt này nhá. Cũng rất là nhiều bác hỏi quan tâm mà muốn biết kích thước của cái mẹt này ấy, em cũng sẽ đo luôn. Cái chiều dài của nó nhá, là nó khoảng 43cm. Và cái chiều rộng, đấy, cái chiều rộng của nó nhé, đấy, chiều rộng của nó là 47, 43, từ chiều này đến cái chiều này là 43 này, và từ chiều ngang này là 47 nhé. Đấy, về kích thước của nó. Còn sau đây em sẽ test thử về cái độ nhạy của cái mẹt này cho các bác cùng tham khảo. Ở đây nó có một cái lẫy gài này, nhé. Các bác gài làm sao một cái mức vừa đủ thôi, đừng gài sâu quá và đừng gài lông quá. Đây, chỗ này là phần bổ con mồi này, thì khi mà con bình bịp đấy, nó bổi ở bên ngoài, nó nhìn thấy con mồi đây thì nó sẽ bước chân vào đây và nó sẽ nhắm vào đây, nhắm vào cầu tử nhá. Thì ngay lập tức là cái lẫy này nó sẽ sập xuống. Đấy, cái cầu tử này em cũng giới thiệu thêm một chút là cái cầu tử từ cái phần này xuống đến cái phần bên dưới đất nhá, thì nó khoảng độ tầm đây em đo luôn, đo trực tiếp luôn. Đấy, nó khoảng 8 phân để đảm bảo là đúng cái tầm con bổi ấy, nó bước chân vào đây, nó đúng phần ngực nhá, bắt buộc là nó phải nhắm lên cái phần cầu tử này. Đấy, và thì nó nhắm chân vào đây nó sẽ sập. Và khi sập thì nó dãy rụa này, dãy rụa thì nó sẽ mắc vào cái móc ở đầu ngoài này nhá, là không bao giờ sổng ra được. Đấy, đã sập là 100% dính luôn. Đấy là vài cái bộ sản phẩm đầu tiên là cái mẹt bẫy bìm bịp một mặt. Và cái bộ sản phẩm thứ hai mà em muốn giới thiệu cho bác là con bìm bịp mồi giả. Con bìm bịp mồi giả này thì vẫn là con thật thôi, nhà em đã làm sạch ở bên trong, sấy khô nhồi keo, đảm bảo cho bác là đi đánh ấy, nó sẽ không bao giờ bị bục được. Đấy, nó không giống như nhồi bông. Đấy, các bác mà nhồi bông ấy, thì đi đánh con bìm bịp thật ở bên ngoài nó mổ vài cái vào là nó sẽ bục thôi, nhưng mà nhà em đã sấy khô nhồi keo nhé. Đấy về cái phần con bìm bịp, con bìm bịp mồi giả. Còn về cái bộ sản phẩm tiếp theo mà em
cũng đã rất là hay sử dụng cái dòng loa để em đi đánh mì bịp. Em cũng rất là đam mê với mì bịp. Thì em hay sử dụng cái dòng loa Q92. Một là cái âm thanh của nó ổn định này, và hai là nó rất là bền. Và cái thứ ba nữa là pin của nó sử dụng rất là được lâu nhá. Các bác sử dụng hết công suất thì nó được khoảng 10 đến 12 tiếng. Và sử dụng công suất nhỏ ấy, thì nó được khoảng 12 đến 13 tiếng. Còn và cái loa thì nó cũng in mô phỏng một cái loa bên ngoài rồi. Đấy, tay điều khiển này. Dòng loa Q92 nhé, em xin nhắc lại là dòng loa cao cấp, dùng rất là ổn định, Q92 mà giá cả cũng rất là vừa tầm. Còn về cái phần bên trong, về phần bên trong thì những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm là ở bên dưới đây. Ở bên dưới đây là một cái túi để các bác đựng loa này, các bác đeo lên người ấy. Cũng rất là nhiều những video em cũng giới thiệu về cái túi này rồi. Đấy, ngoài ra nữa thì có một cái củ sạc của loa nhé, cộng với một cái rắc sạc của tay điều khiển. Thì các bác cái rắc này các bác phải chuẩn bị thêm cho mình là một cái củ sạc của smartphone ấy. Giờ ai cũng dùng smartphone rồi thì các bác thử dùng thêm là củ sạc thì các bác cắm vào để các bác sạc trong tay điều khiển này. Và cái tay điều khiển này nhá, điều khiển từ xa thì nhà sản xuất ghi là được 2000m, nhưng mà nhà em thực tế đi test thì khoảng 500-700m nhá. Và pin ở trong tay điều khiển này là chạy bằng quả pin 5C. Quả pin 5C của pin điện thoại đen trắng của mình ấy. Khi mà các bác sử dụng hết pin rồi thì các bác lại sạc tiếp vào loa, các bác mang đi sử dụng luôn. Còn về cái dòng loa này, em sẽ bỏ ra giới thiệu chi tiết. Ở cái video này thì nó cũng rất là lâu, nhưng mà em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác hiểu được về những cái bộ sản phẩm phục vụ cho các bác bẫy bìm bìm nhé. Cái loa này thì là được đóng ở trong một cái túi chống sốc này, để đảm bảo cho các bác là khi mà mình vận chuyển ấy, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến phần chất lượng, phần âm thanh. Còn em sẽ bỏ bên trong ra giới thiệu qua cho các bác một chút. Cái dòng loa này sử dụng rất là ổn định các bác nhá. Và em đã đi test thử những cái loa em đi đánh được 4-5 năm rồi, sử dụng thấy rất là ok. Đây, dòng loa, tất cả những dòng loa điều khiển từ xa này làm rất là nhỏ gọn này, trong tầm tay của mình luôn. Và sơn ở bên ngoài màu đen nhá. Ở đây thì nó có rất là nhiều lúm điều chỉnh, thì em cũng chia sẻ qua cho các bác một chút. Cái lúm đầu tiên ngoài là cái lúm bật mở này. Khi mình bật mở thì nó sẽ có một cái màn hình hiển thị này, một cái lúm điều chỉnh bát này, một đường lúm điều chỉnh check. Ở đây tất cả các lúm điều chỉnh qua bài này, quay lại bài này. Và đây là một màn hình hiển thị nhé, đèn báo hiệu pin trong loa, khe cắm thẻ nhớ và chân cắm USB, và một cái chân cắm sạc. Đấy là về cái dòng loa này. Đấy là về ba cái bộ sản phẩm phục vụ. Đây nó có một cái tem Q92 nữa các bác này. Đấy là ba cái bộ sản phẩm phục vụ cho các bác bẫy bìm bịp mùa sắp tới đây. Thì các bác mà có nhu cầu, em cũng giới thiệu thêm là nhà em cung cấp cả mẹt một mặt này, mẹt hai mặt này, rồi thòng này, rồi lụp này. Đấy, nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện nhá. Rồi bìm bịp giả này, rồi loa này. Đấy, loa thì nhà em có rất là nhiều loại, nhưng mà em thấy cái dòng loa Q92 này sử dụng rất là ổn định. Thì các bác mà có nhu cầu về những cái bộ sản phẩm mà bẫy bìm bịp nhá, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là các bác có thể là để lại cái số điện thoại mà các bác đang dùng ấy ở dưới cái phần bình luận, thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc nhé, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã và đúng cái sản phẩm. Như video em giới thiệu thì các bác phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về phương thức bán hàng nhà em. Và những cái dòng hoa thì nhà em bảo hành cho các bác 15 ngày nhé, để các bác sử dụng mua lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. Có cái trục trặc gì thì các bác gọi điện lại thì bên em sẽ đổi hoàn toàn cho các bác là cái mới. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.